Thưa quý vị, tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương có tổng đàn vật nuôi lớn so với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu vẫn tiêu thụ ở trong nước, chưa đáp ứng được các điều kiện xuất khẩu. Nguyên nhân là do tập quán chăn nuôi vẫn còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm. Đây là những tồn tại cần khắc phục để ngành chăn nuôi phát triển bền vững hướng đến xuất khẩu. Theo số liệu của Cục Thống kê, tỉnh Phú Thọ hiện có trên 1.000 trang trại chăn nuôi với tổng đàn châu bò, lợn và gia cầm là gần 30 triệu con. Sản lượng lợn thịt hơi đạt trên 2.000 tấn một năm. Các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại chợ truyền thống trên địa bàn và các tỉnh, thành phố lân cận. Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ các trang trại liên kết với doanh nghiệp, triển khai mô hình chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học, hướng tới xuất khẩu. Nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Cái hình thức chăn nuôi chúng ta vẫn chủ yếu là chăn nuôi chưa có cái liên kết khép kín theo chuỗi. Trong khi đó thì để xuất khẩu sản phẩm được thì các tiêu chí tiêu chuẩn về kỹ thuật để xuất khẩu được là khá cao. Đây là một trong những cơ sở chăn nuôi hiếm hoi của tỉnh Phú Thọ có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Mỗi năm để sản phẩm trứng gà đạt các tiêu chuẩn kiểm dịch xuất khẩu sang thị trường ASEAN, công ty đã áp dụng quy trình chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học. Con giống bố mẹ từ Mỹ, chuồng nuôi được đầu tư hiện đại. Với sản phẩm trứng đảm bảo mẫu mã và chất lượng, mỗi năm công ty xuất khẩu được gần 20 triệu quả. Công ty chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn ISO 9001 và HACCP được trung tâm chứng nhận phù hợp quan sấp cung cấp. Đến năm 2025, tỉnh Phú Thọ phấn đấu sản lượng thịt hơi ước đạt 229.000 tấn và trứng gia cầm là 430 triệu quả, giá trị ước đạt khoảng 8,5 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương đang tập trung cơ cấu lại chăn nuôi, đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Mà muốn có cái sản phẩm mà đáp ứng yêu cầu xuất khẩu thì trước hết chúng ta phải kiểm soát được dịch bệnh trong cái chăn nuôi cũng như là cái việc mà kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật qua lại để chúng ta kiểm soát được cái dịch bệnh và có những cái cơ sở giết mổ đảm bảo theo yêu cầu. Hiện nay sản phẩm của ngành chăn nuôi chiếm hơn 55% tỷ trọng sản xuất của ngành nông nghiệp. Giá trị này tiếp tục sẽ được nâng lên nếu như sản phẩm chăn nuôi được xuất khẩu vào thị trường nước ngoài. Trước đó phải hình thành được vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.